Trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn. Chiến dịch mùa xuân năm 1975, đòn tất tay chiến lược của quân đội nhân dân Việt Nam trong mùa xuân toàn thắng, phần thứ nhất. Thời cơ chiến lược. Sau một tháng tổng tiến công và nổi dậy mạnh mẽ, liên tục quân và dân ta trên khắp chiến trường miền Nam đã giành được những thắng lợi to lớn, toàn diện cả về chính trị, quân sự. Ta đã tiêu diệt và làm tan rã một bộ phận quan trọng sinh lực và đập tan toàn bộ hệ thống chính quyền địch ở hai quân khu quân đoàn giải phóng một vùng rộng lớn gồm 16 tỉnh và 5 thành phố, Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt cùng một số quận lỵ, chi khu yếu khu quân sự thuộc miền Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Thế trận và lực lượng so sánh trên chiến trường nghiêng mạnh về phía ta. Cục diện chiến tranh đang ở bước nhảy vọt một ngày bằng 20 năm. Về phía chính quyền và quân đội Sài Gòn, sau khi mất quân khu 1 và quân khu 2, tình hình càng trở nên hỗn loạn. Tinh thần binh lính Sĩ quan quân đội Sài Gòn sa sút rất mạnh. Nhiều quân nhân không chờ đợi sự giúp đỡ của chính phủ, họ bỏ đơn vị tự động đi tìm kiếm vợ con người thân của họ. Trong khi đó, nhiều nơi cảnh sát và lực lượng an ninh địa phương biến mất vào đám đông tị nạn. Công chức, cảnh sát, lính địa phương tự động bỏ đơn vị, đào nhiệm để trì hoãn cuộc tiến công của ta, ổn định phần nào tình hình đang vượt ra ngoài tầm kiểm soát, chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, một mặt kêu gọi chính phủ Mỹ chi viện binh khí kỹ thuật để bù lại số lượng vật chất khổng lồ đã bị phá hủy hoặc rơi vào tay quân giải phóng. Mặt khác, nhanh chóng củng cố hai quân khu 3 và 4, thiết lập hệ thống phòng thủ nhằm chấn giữ những phần đất còn lại. Với gần nửa triệu quân chủ lực, kể cả tàn binh từ quân khu 1 và 2 chạy vào, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Sài Gòn tăng cường biên chế cho 7 sư đoàn bộ binh, 5 liên đoàn biệt động quân, 33 tiểu đoàn pháo binh, 12 thiết đoàn xe tăng thiết giáp 1.100 xe. 1.360 máy, 1.496 tàu chiến các loại. Căn cứ vào vị trí, vai trò từng địa bàn chiến lược, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Sài Gòn quyết định bố trí lại lực lượng, hình thành 5 khu vực phòng thủ bảo vệ Sài Gòn gia định. Ở phía Bắc, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Sài Gòn lấy hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, hai phòng tuyến cuối cùng của quân khu 2 đặt dưới quyền điều khiển của quân đoàn 3 kể từ ngày 4 tháng 4 năm 1975. Trên hướng này, địch tăng cường lực lượng, lập tuyến phòng ngự từ xa ở Phan Giang. Lực lượng đó bao gồm Sư đoàn Bộ binh 2, Liên đoàn 31 Biệt động quân, Sư đoàn 6 không quân, Lực lượng Bảo an, Dân vệ địa phương, Bộ tư lệnh tiền phương của Quân đoàn 3, dưới quyền chỉ huy của viên Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi, được thiết lập tại sân bay Phan Giang. Đây là cố gắng của quân đội Sài Gòn nhằm ngăn chặn cuộc tiến công của ta dọc theo đường số 1 vào, đường số 11 từ Đà Lạt xuống tạo điều kiện cho lực lượng chủ yếu của quân đoàn 3 thiết lập phòng tuyến Xuân Lộc Long Khánh. Trên hướng Tây Ninh Long An, ngoài việc điều sư đoàn bộ binh 22 quân đoàn 4 ra bảo vệ Long An, Bộ Tổng tham mưu quân đội Sài Gòn sử dụng sư đoàn bộ binh 25, hai liên đoàn biệt động quân, ba thiết đoàn tăng thiết giáp, hai tiểu đoàn địa phương quân, khẩn trương củng cố các vị trí trọng yếu gò dầu hạ, trạng bảng, củ chi, hậu nghĩa, hòng chặn phá các đợt tiến công của ta từ hướng Tây Bắc vào hướng quan trọng Bình Dương đường 13, địch tăng cường cho sư đoàn bộ binh 52 liên đoàn biệt động quân, hai thiết đoàn tăng thiết giáp, lực lượng bảo an, cảnh sát địa phương, gấp rút củng cố tuyến phòng ngự bến cát, lai khê, tân nguyên, hỏng phá thế tiến công của ta từ hướng bắc xuống. Khu vực chủ yếu Xuân Lộc Long Khánh được mệnh danh là lá chắn thép bảo vệ Sài Gòn gia định, địch bố trí sư đoàn bộ binh 18, lực lượng mạnh nhất của quân khu 3, một liên đoàn biệt động quân, một thiết đoàn tăng thiết giáp, lực lượng bảo an dân vệ địa phương quyết ngăn chặn bằng được tất cả các đợt tiến công của ta từ Lâm Đồng theo quốc lộ 20 xuống, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ cho phòng tuyến Phan Giang. Tuyến trong cùng Sài Gòn Biên Hòa, địch bố trí lực lượng dự bị chiến lược gồm sư đoàn dù sư đoàn lính thủy đánh bộ thiếu, một liên đoàn biệt động quân, một thiết đoàn tăng thiết giáp, lực lượng cảnh sát, bảo an quân khu và biệt khu. Ở phía quân khu 4 đồng bằng sông Cửu Long, lúc này, địch còn 3 sư đoàn bộ binh của quân đoàn 4, một sư đoàn không quân, năm trung đoàn thiết giáp. Địch tập trung một lực lượng mạnh tăng cường phòng thủ đường số 4, đoạn Tân An, Mỹ Tho, hòng bịt cửa ngõ vào Sài Gòn từ phía Tây. Với nỗ lực trên đây, chính quyền và quân đội Sài Gòn hy vọng có thể bảo vệ được nửa phía Nam của nước này và đi đến cuộc đàm phán công bằng với Hà Nội. Nắm bắt thời cơ hết sức thuận lợi về quân sự, chính trị của ta và âm mưu, thủ đoạn mới của địch. Trong phiên họp ngày 25 tháng 3 năm 1975, Bộ Chính trị chủ trương tập trung nhanh nhất lực lượng, binh khí, kỹ thuật và vật chất giải phóng Sài Gòn trước mùa mưa để đáp ứng yêu cầu chi viện ngày càng lớn về mọi mặt của chiến trường. Theo đề nghị của Quân ủy Trung ương, cũng trong ngày 25 tháng 3, Bộ Chính trị ra nghị quyết số 241NQ thành lập Hội đồng chi viện miền Nam của Trung ương do Thủ tướng Phạm Văn Đồng làm chủ tịch, đồng chí Lê Thanh Nghị làm phó chủ tịch. Nhiệm vụ của hội đồng là tính toán, quyết định những chủ trương, kế hoạch, biện pháp tích cực nhất, có kết quả nhất để chỉ đạo và kiểm tra, đồn đốc các cấp ủy đảng, các cấp chính quyền huy động sức người sức của thật đầy đủ, kịp thời để đáp ứng mọi yêu cầu của miền Nam trong tình hình mới. Lúc này, ở miền Nam, quân và dân ta trên các chiến trường đang tiến công và nổi dậy mạnh mẽ. Ngày 25 tháng 3, Bộ Tổng Tư lệnh cho quân đoàn một chuyển trục hành quân từ đường số 1 lên đường Trường Sơn, nhanh chóng cơ động xuống miền Đông Nam Bộ. Ngày 27 tháng 3, quân đoàn 3 được thành lập, tình hình biến chuyển mau lẻ. Cách mạng miền Nam đang bước vào giai đoạn phát triển nhảy vọt. Trong bức điện chiều ngày 29 tháng 3 gửi Trung ương Cục miền Nam, Bộ Chính trị chỉ rõ, lúc này, cần hành động hết sức kịp thời, kiên quyết và táo bạo. Trên thực tế có thể coi chiến dịch giải phóng Sài Gòn đã bắt đầu từ đây. Trong khi gấp rút xúc tiến thực hiện quyết tâm chiến lược đã định, một điểm cấp thiết phải làm ngay là mạnh bạo tăng thêm lực lượng thực hiện chia cắt và bao vây chiến lược từ phía Tây Sài Gòn ở vùng Mỹ Tho và Tân An. Ngày 31 tháng 3 năm 1975, Bộ Chính trị họp nghe Quân ủy Trung ương báo cáo sự phát triển của tình hình cuộc chiến. Bộ Chính trị nhận thấy, về chiến lược, về lực lượng quân sự, chính trị, ta đã có sức mạnh áp đảo, địch đang đứng trước nguy cơ sụp đổ và diệt vong. Mỹ tỏ ra hoàn toàn bất lực, dù có tăng viện cũng không cứu vãn được tình thế của ngụy cuộc chiến tranh cách mạng ở miền nam không những đã bước vào giai đoạn phát triển nhảy vọt mà thời cơ để mở tổng tiến công và nổi dậy tại sài gòn gia định đã chín muồi từ giờ phút này trận quyết chiến chiến lược của quân và dân ta đã bắt đầu bộ chính trị quyết định nắm vững thời cơ chiến lược quyết tâm thực hiện tổng tiến công và nổi dậy kết thúc thắng lợi chiến tranh giải phóng trong thời gian sớm nhất tốt hơn cả là bắt đầu và kết thúc trong tháng tư năm nay không để chậm yêu cầu mà Bộ Chính trị đặt ra cho trận quyết chiến chiến lược này là phải hành động thần tốc, táo bạo, bất ngờ, phải tiến công ngay lúc địch hoang mang, suy sụp, phải tập trung lực lượng lớn hơn nữa và những mục tiêu chủ yếu trên từng hướng trong từng lúc. Trước mắt, Bộ Chính trị yêu cầu gấp rút tăng cường lực lượng, vũ khí và phương tiện chiến tranh vào hướng Tây Sài Gòn, thực hiện chia cắt và bao vây chiến lược, triệt hẳn đường số 4, áp sát Sài Gòn, đồng thời nhanh chóng tập trung lực lượng ở hướng Đông và Đông Nam đánh chiếm các mục tiêu quan trọng, thực hiện bao vây cô lập Sài Gòn từ phía Long Khánh, Bà Rịa Vũng Tàu, tổ chức sẵn những đơn vị binh chủng hợp thành mạnh để khi thời cơ xuất hiện thì tức khắc đánh chiếm các mục tiêu quan trọng nhất ở trung tâm thành phố Sài Gòn. Ở đồng bằng sông Cửu Long, cần thúc đẩy lực lượng quân sự, chính trị của ta hành động mạnh bạo, khẩn trương, phát triển tiến công và nổi dậy. Bộ chính trị quyết định thành lập bộ chỉ huy và đảng ủy mặt trận Sài Gòn để tập trung thống mất cao độ sự lãnh đạo và chỉ đạo đối với chiến trường trọng điểm này. Ba đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Văn Tiến Dũng, Phạm Hùng, Lê Đức Thọ được cử làm đại diện của Bộ Chính trị tại mặt trận. Bộ chỉ huy mặt trận Sài Gòn ra định do Đại tướng Văn Tiến Dũng, ủy viên Bộ Chính trị, Tổng tham mưu trưởng làm Tư lệnh, đồng chí Phạm Hùng, ủy viên Bộ Chính trị làm Chính ủy, các đồng chí Thượng tướng Trần Văn Trà, Trung tướng Lê Đức Anh, Trung tướng Đinh Đức Thiện là Phó Tư lệnh. Thiếu tướng Lê Ngọc Hiền làm quyền Tham mưu trưởng chiến dịch. Ngày 22 tháng 4 năm 1975. Bộ Chính trị bổ sung Trung tướng Lê Trọng Tấn, Phó Tổng tham mưu trường làm Phó Tư lệnh, Trung tướng Lê Quang Hòa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm Phó Chính ủy Chiến dịch. Nghị quyết về cuộc tổng tiến công và nổi dậy giải phóng Sài Gòn của Bộ Chính trị được nhanh chóng quán triệt đến toàn đảng, toàn quân, toàn dân, trên khắp mọi miền đất nước từ nông thôn đến thành thị, từ biên giới đến hải đảo, từ hậu phương tới chiến trường. Quân và dân ta khẩn trương tập trung sức người, sức của cho trận quyết chiến chiến lược cuối cùng trên dẻo cao Tây Bắc, Việt Bắc, đồng bào các dân tộc thiểu số. Mặc dù còn thiếu thốn nhiều nhưng vẫn chủ động đề nghị Trung ương tạm dừng việc cung cấp và vận chuyển hàng hóa, kể cả các mặt hàng thiết yếu gạo, muối, thuốc chữa bệnh lên địa phương mình để tập trung cho tiền tuyến. Nhiều nhà máy, công trường, nông trường, lâm trường, cơ quan, xí nghiệp, trường học đã động viên 30% đến 50% số người trong biên chế để lên đường vào miền Nam chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Bộ Quốc phòng tập trung hơn 10.000 xe vận tải của tuyến đường vận chuyển chiến lược Trường Sơn, 2.745 xe của các đơn vị kỹ thuật, 3.929 xe của các quân khu, quân đoàn, quân, binh chủng vào phục vụ chiến dịch. Các bộ, ngành ngoài quân đội huy động hơn 1.000 ô tô, 32 tàu vận tải biển, 5.000 tấn phương tiện, 130 toa tàu hỏa, 9.000 tấn phương tiện và hàng trăm lần chiếc máy bay phục vụ theo yêu cầu của chiến trường. Tại các ga xe lửa bến ô tô, bến cảng, bến sông ở Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Đông Hà, hàng đoàn tàu, đoàn xe, đoàn thuyền hối hả hướng vào Nam, chuyển vận người và vận chuyển từ hậu phương miền Bắc ra tiền tuyến. Bộ Tư lệnh Quân khu 5 sử dụng 1.800 lần chiếc ô tô vận chuyển hàng nghìn quân và hơn 4.000 tấn vũ khí đạn mới thu được của địch ở các tỉnh miền Trung Trung Bộ, bổ sung cho các lực lượng tham gia chiến dịch lịch sử giải phóng Sài Gòn để khẩn trương vận chuyển hàng chục nghìn quân, hàng vạn tấn phương tiện vật chất, vũ khí, kỹ thuật phục vụ chiến dịch, bộ đội công binh, ngành cầu đường bộ giao thông vận tải, thanh niên sung phong, dân công hỏa tuyến và nhân dân các địa phương. Ngày đêm chạy đua với thời gian, khắc phục biết bao trở ngại, khó khăn, thông đường, thông tuyến giữ vững mạch máu giao thông. Đường 1A từ Quảng Trị vào Sài Gòn dài 1.150 km, có 52.614 cầu bị phá hủy cần phải được sửa chữa hoặc thay thế. Đường 14 từ Đắc Tô Con Tum đến Trân Thành Bình Phước dài 569 km, có 9 trên 45 cầu bị địch đánh phá nghiêm trọng. Các tuyến đường 19, 21, 13, 20, 22 có tới 96 cầu phải gia cố hoặc làm mới. Lực lượng giao thông các cung, chặng, với sự giúp sức của nhân dân địa phương đã sửa chữa kịp thời, đảm bảo cho bộ đội vận tải các lực lượng bộ binh cơ giới, các đơn vị binh chủng kỹ thuật trên hai trục chính đông, Tây Trường Sơn tiến vào Đông Nam Bộ. Ở Nam Bộ, trên cơ sở thế trận và lực lượng hậu cần B2, được Tổng cục Hậu Cần, Tổng cục Kỹ thuật chi viện tối đa về mọi mặt, hậu cần chiến dịch tấp rút điều chỉnh thế trận, bổ sung lực lượng, vật chất, bảo đảm cho các hướng tiến công của chiến dịch vào Sài Gòn gia định, hướng Tây Bắc, đoàn hậu cần 235 kết hợp với hậu cần quân đoàn 3 thành thế liên hoàn, đảm bảo tác chiến của quân đoàn và các lực lượng hoạt động trên hướng Bắc. Đoàn hậu cần 210 từ Bắc Đồng Xoài chuyển dịch xuống Nam Đồng Xoài vào đến Bến Bầu, hình thành thế liên hoàn với hậu cần quân đoàn 1, bảo đảm cho hoạt động tác chiến của quân đoàn và các lực lượng phối thuộc. Hướng Đông, đoàn hậu cần 814 từ Nam Đồng Xoài dịch chuyển xuống Nam Sông Đồng Na quốc lộ 20, quốc lộ 1 gần Bà Rịa tạo thành thế liên hoàn với hậu cần quân khu 7, quân đoàn 4, quân đoàn 2 đềm bảo đảm cho hai quân đoàn 2, 4 và lực lượng bộ đội địa phương, biệt động, đặc công hoạt động trên hướng Đông Sài Gòn, hướng Tây Nam. Đoàn hậu cần 240 vừa được xây dựng, bố trí ở Bắc Quốc lộ 4 Tân An đi Biến Lức, cùng với đoàn hậu cần 230 ở Nam, Bắc Quốc lộ 1 qua Đồng Tháp 10, Quốc lộ 4 xuống quân khu 8. Bảo đảm cho đoàn 232 và các lực lượng đặc công, biệt động trên hướng này, hướng Nam. Hậu cần quân khu 8 đảm nhiệm, tổ chức thêm một cánh hậu cần lấn sâu ở Cần Duộc, kết hợp với hậu cần nhân dân, đảm bảo cho sư đoàn 8, quân khu 8, lực lượng đặc công, biệt động ở Nam Sài Gòn. Bộ Tư lệnh Chiến dịch chỉ đạo hậu cần chiến dịch điều chỉnh đoàn hậu cần 770, từ đầu cầu tiếp nhận cũ ở Bù Ra Mập xuống lập khu tiếp nhận mới ở Đồng Xoài và tổ chức tổng kho của chiến dịch, điều chỉnh lực lượng của đoàn hậu cần 220 và 340, cùng lực lượng hậu cần trực thuộc miền để thành lập cụm hậu cần dự bị đặt ở An Lộc, do đoàn 220 phụ trách và tăng cường lực lượng cho phía trước. Về cơ bản, việc điều chỉnh lực lượng, bố trí thế trận hậu cần từ ngày 8 đến ngày 20 tháng 4 năm 1975 đã hoàn tất. Tổng cục hậu cần đã điều thêm ra phía trước trên 10.000 người, thành lập 8 tiểu đoàn cơ động phục vụ bốc xếp, làm đường, tổ chức 15 bệnh viện giá chiến, 17 đội điều trị có khả năng thu dung 10.000 thương binh để hoàn thành việc chuẩn bị và vận chuyển bổ sung 20.000 tấn vật chất trong tổng số 60.000 tấn, chủ yếu là đạn pháo lớn và xăng dầu còn thiếu so với nhu cầu chiến dịch. Hậu cần chiến lược đã chỉ đạo việc tổ chức thu gom vật chất từ miền Trung, Tây Nguyên, tuyến 559, cấp cho hậu cần chiến dịch 5.700 tấn, có 5.100 tấn đạn và 600 tấn xăng dầu. Bên cạnh đó, hậu cần các quân đoàn, đơn vị quân binh chủng mang theo vào 9.347 tấn, có 500 tấn đạn, 1.500 tấn xăng dầu. Sau nửa tháng từ ngày 11 tháng 4 đến ngày 15 tháng 4 năm 1975, tập trung tổng lực vận chuyển nước rút vật chất bổ sung. Hậu cần chiến dịch đã đảm bảo được 55.000 tấn vật chất, đạt 90% so với kế hoạch đặt giả. Đồng thời với việc khẩn trương huy động và vận chuyển một khối lượng rất lớn vật chất đảm bảo cho chiến dịch từ những ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4 năm 1975, theo quyết định của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh đã điều động các binh đoàn tham gia trận quyết chiến chiến lược giải phóng Sài Gòn ra định. Từ hậu phương miền Bắc, ngày 31 tháng 3 năm 1975, quân đoàn 1, binh đoàn quyết thắng đang làm nhiệm vụ xây dựng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và cùng nhân dân Ninh Bình đắp đê sông Hoàng Long phòng chống úng lụt, đã nhận lệnh của Bộ Tổng Tư lệnh khẩn trương hành quân cấp tốc vào Nam Bộ tham gia chiến dịch, thực hiện mệnh lệnh, quân đoàn để lại sư đoàn 308, sư đoàn quân tiên phong làm nhiệm vụ bảo vệ miền Bắc. Trước đó, Sư đoàn 320B và Chỉ Thiên từ cuối tháng 3 làm lực lượng dự bị cho quân đoàn 2. Các đơn vị còn lại của quân đoàn gồm Sư đoàn 312, Sư đoàn Chiến Thắng, các lữ đoàn, Trung đoàn Tăng, Thiết Giáp, Pháo Mặt Đất, Pháo Phòng Không, Công Binh, Thông Tin, Quân đoàn Bộ và các tiểu đoàn trực thuộc được lực lượng cơ giới của Cục Vận tải Tổng cục Hậu Cần gồm 1053 xe và 893 xe của quân đoàn chuyển vận theo đường một vào Đông Hà, rẽ lên Tây Trường Sơn, tiến thẳng vào miền Đông Nam Bộ. Từ Trị Thiên, sư đoàn 320B được lệnh của các đơn vị trong quân đoàn hành quân vào mặt trận Sài Gòn gia định. Sau khi phối hợp với lực lượng vũ trang và nhân dân các địa phương, đập tan tập đoàn phòng ngự chiến lược của quân đội Sài Gòn tại vùng một chiến thuật, giải phóng hoàn toàn Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung. Ngày mùng 4 tháng 4 năm 1975, quân đoàn 2, binh đoàn Hương Giang nhận lệnh hành quân khẩn cấp vào tham gia chiến dịch tiến công giải phóng Sài Gòn. Lúc này, đội hình của quân đoàn vẫn đang phân tán trên nhiều khu vực. Một bộ phận lực lượng trung đoàn pháo cao xạ 245 và trung đoàn pháo mặt đất 164 đang ở khu vực đường 9 Quảng Trị, cụm pháo mặt đất chi viện cho sư đoàn 304 còn đứng chân ở Thượng Đức Quảng Nam. Hơn một nửa số xe pháo của sư đoàn phòng 0673 còn ở trên đường 14 73 74. Nhưng với sự nỗ lực vượt bậc của toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong quân đoàn lại được bộ tư lệnh quân khu 5 và bộ tư lệnh đoàn 559 tạo điều kiện về vật chất, kỹ thuật nên chỉ vài ngày sau khi nhận lệnh tập trung, quân đoàn đã hoàn tất mọi công việc chuẩn bị. Ngày mùng 5 tháng 4 năm 1975, đồng chí Lê Trọng Tấn, Lê Quang Hòa Nam Long đến Đà Nẵng chỉ huy quân đoàn 2 và lực lượng của bộ tăng cường tác chiến dọc theo vùng Duyên Hải và tiến vào khu vực tập kết tham gia giải phóng Sài Gòn. Sáng ngày 7 tháng 4 năm 1975, để lại sư đoàn 324 bảo vệ Huế Đà Nẵng mới được giải phóng, cánh quân Duyên Hải gồm đại bộ phận quân đoàn 2 và lực lượng của bộ tăng cường với 2.588 xe ô tô, xe tăng, thiết giáp, xe kéo pháo, xe cơ giới chở quân chia làm năm khối bắt đầu tiến về phía nam, theo trục đường số 1. Dọc đường hành quân, nhân dân các tỉnh Duyên Hải miền Trung mới được giải phóng đổ ra đường đón chào bộ đội. Thực hiện phương châm hành quân thần tốc để kịp thời tham gia chiến dịch, cán bộ, chiến sĩ cánh quân Duyên Hải không chỉ triệt để chấp hành mệnh lệnh bám xe, bám đường, giữ nghiêm tốc độ hành quân, mà khi gặp sự cố, khó khăn như cầu gãy, đường hỏng, xe chết máy là cùng tìm mọi biện pháp sửa chữa. Vì thế, tốc độ hành quân luôn đạt trung bình 150 km mỗi ngày. Vừa hành quân, cán bộ, chiến sĩ vừa tranh thủ học tập sử dụng các loại vũ khí. Phương tiện kỹ thuật thu được của địch chiếm một tỷ lệ khá lớn trong số vũ khí trang bị của quân đoàn. Sau một tuần hành quân hết sức khẩn trương, bộ phận đi đầu của quân đoàn vào tới Cam Danh, bắt liên lạc với sư đoàn 3, quân khu 5, vừa được bộ quyết định tăng cường cho đội hình quân đoàn. Ngày 16 tháng 4, toàn quân đoàn vào tới cửa ngõ Phan Giang, nơi quân đội Việt Nam Cộng Hòa đang dồn sức lập tuyến phòng thủ, ngăn chặn quân ta tiến công từ xa để bảo vệ sào huyệt Sài Gòn gia định. Trong khi quân đoàn 1 và quân đoàn 2 đang thần tốc tiến vào thì ở Tây Nguyên, ngày 4 tháng 4 năm 1975, quân đoàn 3, binh đoàn Tây Nguyên được lệnh hành quân gấp vào miền Đông Nam Bộ. Hơn 3.000 xe ô tô của sư đoàn 471 đoàn 559 và của quân đoàn được huy động vào cuộc hành quân này. Hai trung đoàn công binh 7, 675 đi trước mở đường, bắc cầu đảm bảo giao thông cho quân đoàn cơ động, từ thị xã Tuy Hòa mới được giải phóng. Sư đoàn 320A, sư đoàn đồng bằng gấp rút quay trở lại Tây Nguyên bằng đường số 7, sau đó, theo đường 14, đường 13 tiến vào bến xúc ở phía tây sông Sài Gòn. Sư đoàn 316, sở chỉ huy nhẹ quân đoàn, trung đoàn đặc công 198, trung đoàn xe tăng 273, hai trung đoàn pháo mặt đất 40, 6750 hai trung đoàn pháo cao xạ 232, 234 xuất phát từ Đắk Lắc theo đường 14 qua Bình Long vào khu vực dầu tiếng phía tây bắc Sài Gòn. Sư đoàn 10, lúc bấy giờ đang truy quét địch ở Nha Trang, cam danh được lệnh nhanh chóng thu quân, rồi theo tỉnh lộ 11 hành quân lên quốc lộ 25 đồng để vào Nam Bộ. Tây Trường Sơn dù nhiều đèo dốc, sông núi chia cắt nhưng chọn con đường phía Tây. Quân đoàn và các đơn vị binh chủng phối thuộc sẽ giữ được bí mật, bất ngờ không bị ùn tắc, tránh được sự chú ý của địch bấy giờ đang tập trung ở hướng đường số 1. Hết phần thứ nhất,